Mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minimi Planet Cuộc Sống USA. Hôm nay thì Kimberly sẽ vào bếp và chia sẻ tới với cô chú, anh chị và các bạn cái cách mà Kimberly làm cơm trái cấp tốc. Mình làm bằng bánh hỏi khô. Thì cái video trước Kimberly đã chia sẻ cái cách làm cơm cháy thì mình làm bằng cái cơm khô ha. Còn hôm nay thì làm cấp tốc, mình không cần phải phơi cơm khô hay là mình không cần phải sấy khô cái cơm của mình. Mình làm bằng bánh hỏi khô cho nó lẹ. Thì ở đây mình sẽ dùng một bịch bánh hỏi khô. Một bịch bánh hỏi khô này là 340g ha. Và bên này thì hôm nay mình làm bánh hỏi khô với ruốc các bạn, mình không có dùng chà bông. Ở đây mình có những cái con ruốc nhỏ nhỏ như thế này nè. Thì mình rửa sạch, thật là sạch, cho nó sạch bụi bẩn trong đây và mình để ráo nè. Ở đây thì Kimberly có 40g. Và mình sẽ dùng một ít bột ớt khô. Ở đây thì mình có 2 muỗng cà phê bột ớt khô. Nếu mà các bạn thích ăn cay đó thì mình cho thêm ớt tùy thích. Và mình sẽ dùng một trái ớt ha, và một tép tỏi. Và kế bên đây mình có một ít hành lá để một tí xíu mình làm cái dầu hành á. Rồi thì bây giờ trước tiên các bạn mình sẽ đi cháy sơ cái phần ruốc khô này của mình. Để cháy cái phần con ruốc khô của mình á các bạn, mình sẽ cho vào đây chừng một muỗng dầu, một muỗng cà phê ha. Và cái tép tỏi các bạn mình chỉ đập dập nó ra thôi, mình phi cho nó thơm á. Phi cho cái phần tỏi này nó vàng thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái ruốc vào để mình cháy ha. Và các bạn thấy có cái màu hơi vàng vàng như thế này, cho nó thơm lên á là được ha. Rồi bây giờ nó đã khô rồi nè các bạn, mình sẽ đem xuống nha. Và những cái miếng tỏi này mình không cần dùng nữa, mình vớt nó ra mình dục. Chủ yếu để mình phi cho cái phần tỏi này nó thơm thôi. Giờ thì cái phần ruốc này nó đã khô. Rồi bây giờ mình sẽ để qua một bên và mình đi chiên cái phần bánh hỏi của mình. Và mình cũng sẽ đi chuẩn bị cái phần dầu hành để một tí xíu nữa mình cho lên trên cái phần cơm cháy của mình. Trong cái phần hành này mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê đường với một tí xíu muối nha các bạn. Cái phần bánh hỏi khô của mình á các bạn, nó sẽ có những cái miếng như thế này nè, khô sẵn rồi, mình làm nó rất là tiện luôn. Và đây là một trái ớt mình đã bằm xong rồi nè các bạn. Đó, nếu mà các bạn thích ăn cay thì mình có thể dùng 2 trái ớt nha. Đợi cho dầu nó nóng thì mình múc một miếng dầu các bạn, mình cho vào. Mình cho cái tí xíu dầu vào trong cái hành của mình để cho nó chín ha. Rồi cái phần dầu hành của mình đã xong, bây giờ mình sẽ để qua một bên. Rồi mình sẽ thử xem coi dầu của mình nóng chưa, mình cho một miếng vào mình chiên nha các bạn. Đó, dầu của mình khi mà nóng á các bạn, cho vào nó sẽ nổi phồng lên như thế này nè. Đó, và mình sẽ vớt ra và mình tiếp tục mình chiên cho hết cái phần bánh hỏi của mình. Chiên cho hết cái phần bánh hỏi này, sau đó rồi mình sẽ vớt ra lót ở trên một cái miếng giấy các bạn để cho nó rút dầu. Và sau đó bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi làm cái phần nước mắm ha. Thì mình cho một tí xíu dầu ăn vào trong cái chảo, sau đó mình cho ớt bằm tươi và ớt khô mình cho vào. Rồi mình để lửa nhỏ thôi để nó đừng có khét nha các bạn. Thì ở đây mình cho nước mắm, mình cho 5 muỗng canh nước mắm và 5 muỗng canh đường. Với cái liều lượng là 1:1. Thì nếu như mà các bạn làm nhiều cái phần bánh hỏi khô chiên đó thì mình cho nhiều nước mắm. Ở đây thì mình cho 5 muỗng canh nước mắm và 5 muỗng canh đường ha. Rồi bây giờ mình để lửa nhỏ, mình sẽ đun sôi cho đến khi nào cái phần nước mắm đường này các bạn nó hơi sền sệt lại là được rồi. Các bạn đừng có để cô đặt lại quá thì khi đó cái mình tắt lửa nó nguội á, nó sẽ bị cứng nha. Cho nên các bạn thấy nó hơi sền sệt là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đun cái phần lửa này, để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Mình đun cho đến khi cái nước mắm nó sệt lại.
Mình sẽ đun đến khi nào các bạn thấy cái nước mắm nó sánh hơi sền sệt như vậy là được rồi. Thì bây giờ mình sẽ chan cái phần nước mắm này lên trên những cái miếng bánh hỏi lúc nãy mình vừa chiên xong đó các bạn. Mình sẽ chan lên, thì các bạn đừng có mà chan nhiều quá nó sẽ bị mặn ha. Mình chan vào ít như thế này nè. Đó, thì mình chế đều lên hết. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần ruốc và cái phần hành, dầu hành vào. Rồi, thế này nè các bạn. Đó, mình cho một tí xíu ruốc lên ha. Và sau đó mình sẽ cho cái phần hành này, hành dầu lúc nãy mình làm đó. Rồi các bạn cho lên như thế này. Thế là mình thưởng thức được rồi. Đây các bạn ơi, những cái miếng bánh hỏi chiên khô mình đã làm xong rồi. Bây giờ thì mời anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Thì nếu như mà nhà mình ăn ít đó thì các bạn chiên ít thôi, đừng có làm nhiều. Ở đây thì Kimberly làm hết nguyên một bịch cho nên cái phần bánh hỏi khô này của mình chiên ra nó thành nguyên một sửng nhiều luôn. Rồi thì cái công thức, cái cách làm Kimberly đã chia sẻ tới với cô chú anh chị và các bạn rồi ha. Nếu như mà ai muốn thử qua cái cách làm cơm cháy khô cấp tốc này thì hãy cùng vào bếp với Kimberly để mình làm những cái miếng cơm cháy thiệt là ngon cho gia đình của mình thưởng thức nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu cùng xem hết cái video này nha. Xin chào tạm biệt.